Xin chào tất cả quý vị, tôi là Lieutenant Rick. Công ty của tôi là All American Safety LLC ở thành phố Sacramento, California. Và hôm nay tôi muốn đề cập về nếu mà bạn mới mua súng và đem súng về tới nhà thì bạn nên làm sao với cái súng này. Thứ nhất là bạn phải kiểm tra cái hộp. Thường trong hộp là sẽ có 3 băng đạn, 1, 2 và một băng đạn sẽ trong uh, tay cầm của súng ha. Thứ nhất là mình phải nên di chuyển cái uh, băng đạn này ra từ trung từ từ cái súng này thì mình có thể làm bằng như vậy được bởi bấm cái nút này. Khi mình bấm cái nút này xuống thì cái băng đạn này nó sẽ nhả ra. Và mình kiểm tra và trong băng đạn này sẽ không có đạn thì tốt. Và sau đó thì mình nên kéo cái phần trên của cái súng này lại để mà mình coi nòng cái súng này có đạn trong này không ha. Đây là những cái sự an toàn mình mình phải kiểm tra trước nhất. Thì lúc mà mình đẩy ngược cái phần trên của súng này á thì ngón tay của mình cũng nên đẩy cái miếng một miếng sắt này để cho nó vào cái cái góc này để nó giữ cái phần trên của súng lại đó như vậy và sau đó mình nhìn vào cái nòng súng và mình là thấy không có đạn và mình nhìn vào cái tay cầm súng và hiện giờ không thấy có băng đạn ở trong đó vậy là tốt và hiện giờ cái súng này là theo mình biết là đã được an toàn rồi ha và nếu mà bạn đã cảm thấy cái súng này đã được an toàn thì mình có thể hạ cái phần trên của cái súng này xuống bởi gạt cái nút này xuống tôi sẽ làm lại cho quý vị coi gạt xuống như vậy còn nếu mà mình muốn giữ cái phần trên của súng này lại thì mình kéo cái phần trên rồi mình gạt cái nút này lên cái nút này nó sẽ gút vào cái đường cắt ở đây ở trên phần trên của súng và nó sẽ giữ cái phần trên của súng ở lại như vậy để chúng ta có thể an toàn kiểm tra ha. Rồi xin chào tất cả quý vị, lần sau tôi sẽ chỉ dẫn làm sao mà bỏ đạn vào súng.